Bộ Công Thương cho biết, đến thời điểm này đã có 8 doanh nghiệp kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại vụ thị trường trong nước. 8 doanh nghiệp đã đăng ký kê khai giá sữa là Riesland Camina Việt Nam, Công ty Nestle Việt Nam, 3A Việt Nam, Mitch Johnson Nutrition Việt Nam, Sống Thần Hà Nội, Tiên Tiến, Vinamilk và Nutifood. Đầu năm 2017, Bộ Tài chính chính thức chuyển giao quyền quản lý giá sữa cho Bộ Công Thương. Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch bình ổn giá và được áp dụng đến hết tháng 3 năm nay. Qua thời hạn trên từ ngày 1 tháng 4, các doanh nghiệp phải kê khai giá theo luật giá và một số nghị định liên quan và bỏ trần giá sữa.